anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Gặp lại tình cũ, tác giả Nguyễn Ngọc Chiến qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Chiếc xe thổ dừng lại, bảo bước xuống một tay sách vali, một tay móc túi lấy tiền trả cho người lái xe. Rồi cứ như thế anh đứng nguyên một chỗ đưa mắt nhìn quanh. Vào giờ này, thị trấn vùng Trung Du thật vắng vẻ, yên tĩnh. Mặt trời đã khuất từ rất lâu bên kia những quả đồi hình bát úp. Ánh sáng yếu dần, và thay vào đó là một màn đêm mờ đục đang từ từ buông xuống. Bảo vừa từ thị trấn huyện Lị đi tắt lên đây, nói là đi tắt vì anh biết từ dưới ấy lên đấy vẫn còn có một tuyến đường khác là đường sông đi thuyền. Đi thuyền tuy chậm hơn đi xe thổ rất nhiều, nhưng được cái lên đến tận nơi mà không phải lách thách quốc bộ thêm một quãng đường nữa. Biết vậy, nhưng vào tầm ấy thuyền đã giá biến từ rất lâu. Cũng còn may ở đây bây giờ phương tiện xe thổ đã trở nên phổ biến. Ai cần đi đâu, vào bất cứ giờ nào, người ta đều sẵn lòng phục vụ cũng con đường năm nào bảo từng qua lại như cơm bữa. Nhưng giờ đây không còn gồ ghề, cong qua, ẹo lại, đất bụi mù mịt như ngày xưa nữa, mà đã là một con đường dài nhựa phẳng lì, ống mượt. Ngồi sau chiếc Dream 2, bảo thích thú nhìn ra hai bên đường. Phong cảnh ở đây cũng đã khác xưa nhiều lắm rồi. Chẳng còn gì là dấu tích của một thời đạn bom trước mặt bảo tất cả đã là một màu xanh của cây lá và cả màu ngói đỏ tươi màu tôn trắng xóa những sắc màu ấy tạo nên một không gian yên ả thanh bình vượt qua một ngôi làng chiếc xe bỗng rẽ vào một con đường đất sỏi chạy mấp mé bên bờ sông bất giác bảo nghe trong gió một mùi thơm gì đó rất xa xôi nhưng quen thuộc như là mùi thơm của hoa rẻ chợt dậy lên đầy quyến rũ anh nhấp nháy hai cánh mũi và quay mặt nhìn lại phía sau, rồi lại nhìn ra hai bên, nhìn lên phía trước. Mùi thơm vẫn cứ thoang thoảng, ngất ngây đuổi theo anh. Đúng là mùi thơm của hoa rẻ thật rồi. Bây giờ đã là tháng năm ta, tháng của mùa rẻ nở hoa đây mà. Thật là chớ trêu khi anh bắt gặp lại chúng ở đây, ngay từ những giây phút đầu tiên này. Bảo đã từng ao ước, ao ước đến cháy lòng trong một ngày nào đó được trở lại nơi đây có lẽ trong đời anh chưa bao giờ anh quyết định thực hiện một việc gì đấy mà anh phải suy nghĩ cân nhắc kỹ càng như lần ra đi này anh biết rất rõ chuyến đi này sẽ có một ý nghĩa to lớn đối với cuộc đời anh ra sao và dù chưa biết sẽ là thế nào thâm tâm bảo vẫn hằng tin có một điều gì đó rất tốt đẹp đang đợi anh ở phía trước cách đây vài ngày khi còn đang ở quê thằng bạn thân nhất của anh trong lúc ngồi nghe anh giải bày. Tâm sự chuyện riêng đã trồm dậy vỗ vai anh một mực động viên. Tốt nhất là cậu cứ đi đi một chuyến xem sao. Đi đi một chuyến cho tọa nguyện. Và thế là sau một trận xung đột nữa diễn ra giữa hai vợ chồng anh. Một trận xung đột mà anh nhận ra thế là từ này cái gia đình nhỏ bé của anh đã hoàn toàn đổ vỡ. Một sự đổ vỡ không thể có cách gì hàn gắn được anh đã quyết định giải phóng mình và ra đi ra đi mà không một chút mảy may lưu luyến ân hận gì hôm nay khi ô tô tốc hành vào đến thị xã huyện lỵ lúc ấy đã quá chiều anh định nghỉ lại một đêm ở đấy rồi sáng mai mới đi tiếp nhưng anh cảm thấy rất sốt ruột nên đã thuê xe thổ đi ngay bây giờ thì anh đã có mặt ở nơi anh cần đến gặp lại con sông gặp lại những triền đổi và gặp lại cả cái hương vị nồng nàn của hoa rẻ năm nào đây là một xã vùng trung du vừa được nâng cấp lên thị trấn cái thị trấn còn quá nghèo nàn tạm bợ nhưng lòng người thì thật rộng mở mến khách tạm biệt người lái xe thổ anh vào một quán trọ nhỏ nằm bên rìa thị trấn xin nghỉ nhờ anh muốn tắm rửa thật sạch và ngủ một giấc thật ngon trước lúc anh đi tìm gặp lại người ấy nhưng anh đã không tài nào ngủ được căn phòng anh trọ có một ô cửa hướng về phía ấy anh ngồi dậy nhìn qua ô cửa trước mắt anh là một trời đầy sao những ngôi sao cứ lấp lánh như mắt ai đợi chờ và cả gió nữa gió ùa vào phòng lạ thay trong gió đêm bỗng sực nước mùi hoa rẻ Ôi, hoa rẻ. Hương hoa ngây ngất một thời. Cầm tờ quyết định xuất ngũ và tờ giấy giới thiệu xin việc làm do đơn vị cấp nhét vào túi áo ngực rồi mang ba lô, bắt tay hết lượt anh em, bảo Quốc Bộ một mạch ra đón xe đỏ xuôi về thị xã. Anh đang cần tìm một việc gì đó để làm. Cái khái niệm tìm việc của Bảo lúc đó rất đơn giản. Việc gì cũng được, nặng nhẹ gì cũng được miễn sao việc đó đừng quá lôi thôi. Lấy thách, đừng quá khả năng của anh. Với một bản lý lịch ba đời trong sạch, một quá trình công tác luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một tờ giấy giới thiệu xin việc có chữ ký của Đại tá Tư lệnh Sư đoàn vào với một thân thể cường tráng. Một khuôn mặt điển trai, bảo chắc mẫm trong bụng là với những tấm bùa hộ mệnh này thế nào anh cũng xin được việc làm. Một chân bảo vệ, một nhân viên tạp vụ hay một việc gì đại loại như vậy giữa thời buổi này đâu phải là việc khó tìm gần một tuần lang thang ở thị xã vào hết cơ quan này đến cơ quan khác tiêu gần hết số tiền phụ cấp mang theo bảo vẫn không thể nào xin nổi một việc làm cơ quan nào cũng thẳng thừng từ chối không nhận anh với đủ lý do nào là xí nghiệp đang thừa người nào là đơn vị chưa có chỉ tiêu tuyển thêm nhân viên nào là công ty không nhận người ngoài tỉnh. Có một cơ quan người cán bộ khi xem xong giấy tờ của anh thì cười khì khì rồi lặng lẽ bỏ đi không nói một lời. Bảo thương thủng bước trên hè phố cũng không biết là mình phải định liệu ra sao cho thân phận mình lúc ấy. Chỉ còn một cách duy nhất là về quê. Quê bảo ở một tỉnh bắc bộ, chắc sẽ không khó xin việc như ở đây. Nghĩ vậy và anh rảo bước ra bến xe. Đang cắm cúi bước anh thấy có một bàn tay ai vỗ nhẹ lên vai anh và một tiếng reo bật lên kìa bảo bảo giật mình quay lại anh nhận ra chú cường chú cường là người làm đáy lưới khai thác cá ở thượng nguồn con sông gần chỗ đơn vị bảo đóng quân nghe đầu nghề đáy lưới chỉ là một nghề phụ mà mỗi ngày đêm chú cũng kiếm được vài chục ngàn đồng hồi đơn vị bảo còn đóng quân cạnh bờ sông anh em nuôi quân vẫn thỉnh thoảng mua cá của chú chú bán cho bộ đội rất rẻ lại lâu lâu cho thêm quả bí quả bầu hoặc mớ rau liệt nghề chính của chú là nghề trồng rau liệt rau liệt là một loại rau đặc sản mà chỉ riêng làng chú mới trồng được vậy là túc tắc quanh năm chỉ với một dàn lưới khai thác cá và hơn một xào ruộng trồng rau liệt mà chú đã lo được cuộc sống cho cả gia đình chú còn dành dụm làm được cả một cái nhà giường ba gian bằng gỗ lim lập ngói rất khang trang Chú có cô con gái đầu tên là Quế năm ấy học cấp 3. Vào những ngày chủ nhật, Quế thường rủ mấy cô bạn gái chèo thuyền sang bên này sông tìm gặp Bảo để hỏi anh về bài vở. Lúc bài toán, lúc bài văn và có lúc chỉ là bài báo tường. Dù kiến thức của Bảo lúc ấy chỉ nhỉnh hơn các cô một hai lớp nhưng anh vẫn sẵn lòng. Bài nào khó, vượt khả năng, Bảo tìm người khác giảng hộ không thiên vị nhưng công bằng mà nói trong đám nữ sinh bảo và anh em cùng dành sự quan tâm nhiều nhất cho quế quế học không giỏi nhưng ham học điều gì cần hỏi về bài vở thì quế hỏi đến tận cùng ngóc ngách mới chịu thôi tính quế lại vui nhộn một sự vui nhộn có pha chút tinh nghịch nên dễ mến dễ gần mỗi lần sang hỏi bài bao giờ Quế cũng mang theo vài chùm hoa rẻ mà Quế nói là để tặng cho các chú bộ đội. Những chùm hoa rẻ vàng sẫm, đung đưa những cánh hoa lúc nào cũng thơm ngát cả căn phòng. Thỉnh thoảng bảo còn thấy Quế gài cả một bông hoa rẻ khô trên tóc. Ngồi cạnh Quế giảng bài, anh luôn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ tóc Quế tỏa ra. Quế thích học theo nên lúc nào cũng kẻ kẻ đôi que đan và cuộn len trong túi. Có lần Quế đã một mình sang sông này nỉ bảo vẽ giúp cho bằng được một chùm hoa rẻ lên chiếc khăn mùi xoa mới mua để thêu. Không có khiếu vẽ nhưng nhờ có chùm hoa rẻ. Anh đã nhìn vào đó vẽ được bông hoa rẻ rất đẹp cho Quế. Mấy ngày sau Quế đã mang sang khoe với anh chiếc khăn mùi xoa có bông hoa rẻ mà cô đã thêu xong. Bông hoa rẻ màu vàng nở xòe năm cánh với một đôi bướm đang dập dờn lượn quanh ngày đơn vị bảo chuyển quân đi nơi khác quế đã rủ các bạn xin phép nghỉ học một buổi để ở nhà chia tay với đơn vị quế vẫn cài trên mái tóc bông hoa rẻ khô và lúc xe chuyển bánh bảo đã nhìn thấy đôi tay bé nhỏ của cô đưa cao chiếc khăn mùi xoa vẫy theo các anh chú cường nổi cáu khi nghe bảo kể chuyện đi xin việc chú còn mắng anh là người tệ bạc từ ngày đơn vị chuyển đi tới nay cả một thời gian dài như thế phận chú già cả, bận trăm công nghìn việc, không đến thăm bảo được thì chớ. Chứ còn bảo trẻ mỏ thế kia, lại có điều kiện rảnh rỗi hơn, thế mà không thèm vóc mặt đến thăm chú lấy một lần. Đến cả việc ra quân, đi tìm việc mà cũng im re thì lại càng tệ. May mà hôm nay chú có việc lên thị xã, không thì có lẽ hai người đã chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nghe chú Cường mắng, bảo chỉ lặng im tùm tìm cười anh biết chú cường rất quý anh nên mắng yêu anh chú còn nói với anh bây giờ không phải ai cũng dễ dàng xin được việc làm mà tìm việc theo cách của anh thì còn lâu mới tìm được nó thiếu nhiều yếu tố lắm mà cái yếu tố quan trọng nhất cần thiết nhất thì anh lại không có chú cười xòa cái thời buổi nó lạ lùng nó quỷ quái thế đấy cháu ạ à chú khuyên anh đến nước này thì về nhà chú về nhà chú làm gì đấy một thời gian kiếm thêm ít tiền rồi muốn về quê hay đi đâu thì đi nhà chú bây giờ neo người lắm giọng chú trầm hẳn lại vợ chú mất gần hai năm nay rồi thằng em trai thì đã học hết phổ thông bây giờ đang theo học trung cấp cơ điện còn quế cô con gái đầu của chú bây giờ đã là cô giáo cấp một mới ra trường Tháng 9 tới là bước vào dạy học năm đầu tiên tại trường làng. Nghe chú Cường khuyên vậy, Bảo đã theo chú về nhà. Làng Hào như một thung lũng nằm lọt giữa hai quả đồi. Vì thế nên mỗi ngày, vào buổi sáng mặt trời thường đến muộn và vào buổi chiều mặt trời thường tắt sớm. Dưới chân hai quả đồi là vô số những gành đá to nhỏ mang đủ hình thù, dáng dấp khác nhau. Những gành đá ấy nằm rải rác khắp cánh đồng làng Hảo trông từ xa giống như một đàn voi đang nằm nghỉ. Lúc vào gần chân đồi thì những gành đá ấy lại kết thành bè thành khối trông như những toa tàu toa xe rồi ăn sâu vào lòng đất. Những con suối, con khe được tạo ra ở đây cũng bắt đầu từ những gành đá này và nước. Nước từ những con suối, con khe ấy cứ bình thản chảy quanh năm ra cánh đồng rau liệt làng Hảo nước mới trong và mát làm sao. Có lẽ do những đặc điểm này về đất đai thổ nhưỡng mà người đời xưa chốn này đã biết tạo ra ở đây một loại rau quý hiếm có một không hai. Và cũng vì thế mà làng Hảo còn có một tên gọi khác là làng rau liệt. Đúng là làng rau liệt nên đi đâu bảo cũng gặp rau liệt. Rau liệt dưới ruộng, rau liệt trên bờ, rau liệt trong nhà ngoài sân và cả trên những đôi vai gồng gánh khi giống rau đến là lạ, trông hình dáng bên ngoài thì có vẻ giống rau cần ở quê mình, bảo nghĩ thế mà môi trường sống từ đất, nước, khí hậu lại chẳng giống rau cần một tí nào, vì cũng là bùn là nước như rau cần nhưng với rau liệt thì bùn phải là thứ bùn pha sỏi và nước thì phải là thứ nước luôn luôn chảy mà phải chảy từ trong núi đá, hang động ra chả trách rau liệt khó trồng nên quý hiếm cũng phải bữa cơm đầu tiên bảo ăn ở nhà chú cường là bữa cơm thịt bò xào rau liệt quế đã tự tay làm món ăn từ sản vật quê nhà để đãi khách đã từng ăn cơm với rau liệt nhiều lần nhưng chưa lần nào bảo thấy ngon miệng như lần này nghỉ ngơi đúng một ngày bảo rủ chú cường mang bộ đồ nghề ra ruộng trẻ đá ở làng hảo nhà nào dọn đi được nhiều đá thì nhà ấy sẽ có nhiều ruộng trồng rau liệt nhà chú cường hiện chỉ có một xào nếu chịu khó phá đi được mấy cái dàn đá quanh đấy chú sẽ mở rộng thêm ra được một xào nữa mà có thêm một xào ruộng để trồng rau liệt thì quý vô cùng bởi một xào rau liệt chỉ với thời gian có bốn tháng chăm sóc thu hoạch là đã có thể thu được chục triệu đồng dễ như chơi nhưng đào đá trẻ đã là một công việc nặng nhọc mà không phải bất cứ ai cũng có đủ sức khỏe để làm. Chú Cường và Bảo làm quần quật suốt mấy ngày liền mà cũng chỉ bốc đi được có mấy dàn đá con. Còn dàn đá mẹ thì vẫn nằm trình ình như một con cá mập xám khổng lồ nhe răng ra thách thức. Hai chú cháu mệt phở, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Những ngày đầu do chưa quen với công việc nặng nhọc, Bảo thấy giá rời khắp mình mẩy chân tay. Hai lòng bàn tay bong ra phồng rộp lên đau nhức như có muối sát. Anh phải dùng đến găng tay để quai búa và bầy xả ben. Như thế đâu đã hết cực nhọc. Tháng năm chỉ mới sáng ra nắng đã đổ lửa lên đầu. Mỗi một nhát búa nện vào đá càng thêm chát chúa. Đinh tai nhức óc. Tiếng búa rội vào không gian. Vọng trong rừng cao su và lan ra tận con đường cái. Rồi lúc búa đập vào đá, những mảnh đá nhỏ li ti nhưng nhọn và sắc như dao cạo bắn ra tung tóe mỗi một nhát búa nền xuống là có đến hàng chục mảnh đá bắn ra trên người bảo đã có ít nhiều thương tích do mảnh đá bắn vào ban đầu do không quen với tiếng búa anh thường bị ủ tai đau nhức hai lỗ tai chuyển đá vác đá cũng là một cực hình đá thì gồ ghề góc cạnh lại hòn nào hòn ấy nặng hàng chục hàng trăm kg mà phải rời đi xa hàng chục hàng trăm mét được một tuần thì bảo quen dần với công việc anh thấy mình khỏe hẳn ra hằng hái lên khi gành đá cứ bị vỡ dần bốc dần từng mảng rồi cuối cùng để lộ ra nền đất ba gian đỏ tươi như màu gạch chịu lửa nhìn mảnh ruộng dưới chân cứ càng ngày càng phình to ra cả chú cường và bảo như chẳng còn biết mệt mỏi là gì hàng ngày, vào tầm khoảng 9 giờ trưa và 3 giờ chiều Quế lại mang bữa ăn lỡ ra cho hai người. Món ăn luôn được Quế thay đổi để hai người ăn được ngon miệng, có sức khỏe làm việc. Bao giờ xong việc Quế cũng nán lại một lúc leo lên một tảng đá to, rồi ngồi vắt vẻo trên đó nhìn bố và bảo trẻ đá. Có hôm cô quên cả việc nhà cứ ngồi lì trên tảng đá không chịu về. Quế rất thích nhìn bảo trẻ đá. Cô có thể ngồi như vậy cả buổi để ngắm anh, ngắm mà không bao giờ thấy chán nản. Ngại ngùng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Quế được tự do thỏa thích ngắm nhìn một người con trai xa lạ đang mình trần, chân đất làm việc. Ôi, trông cơ thể anh mới đẹp đẽ rắn chắc làm sao. Đôi tay anh quay búa cũng thật nhịp nhàng, uyển chuyển làm sao. Những tảng đá dù có lầm lì ương ngạnh đến đâu cũng phải vỡ toát ra dưới đôi tay mạnh mẽ của anh. Anh làm việc lại tận tình, dẻo dai như tranh cả phần việc của bố. Những cái búa tạ, búa con, sáo, chạm, xà ben, như đã quen thuộc với anh từ lâu. Anh sử dụng chúng một cách thành thạo, bài bản chẳng khác gì một người thợ trẻ đã chuyên nghiệp cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa những gành đá như những toa tàu toa xe kia sẽ phải vỡ vụn ra tất cả. Ruộng nhà cô sẽ rộng gấp đôi tha hồ mà trồng rau liệt. Mà bố thật là người may mắn. Tự nhiên gặp lại bảo rồi rủ được anh về nhà. Bổng lộc gì cho anh chẳng thấy chỉ thấy anh làm việc vất vả suốt ngày. Nhiều hôm, Quế thấy anh mệt mỏi. Không ăn được, cô cứ thấy thương thương rồi những vết chảy xước trên người anh do mảnh đá bắn vào. Mỗi lần rửa nước muối cho anh, Quế lại thấy lòng mình đau đớn. Quế nhớ hôm anh đến, cô đã vừa thẹn thùng vừa sung sướng khi gặp lại anh. Bảo vẫn như ngày nào hồi đóng quân bên bờ sông. Ngày ấy, anh đã tận tình giúp cô và các bạn cô học bài. Gần bốn năm trôi qua, Quế đã vụt lớn lên. Người cô đẩy ra, nở nang hơn, rắn giỏi hơn. Quế có một đôi mắt hình lá răm rất đen, luôn luôn hiển hiện một cái nhìn vời vợi, xa xăm. Càng lớn lên, quế càng đầm thắm, dịu dàng. Có lẽ vì thế mà chút tinh nghịch trong tính cách vui nhộn của quế cũng không còn như thời nữ sinh. Quế vẫn say mê hoa rẻ, vẫn thích thêu thùa trong căn phòng của Quế vì thế mà lúc nào cũng có vài chùm hoa rẻ và cuộn len trên bàn. Ước mơ lớn nhất của Quế khi còn học phổ thông là sau này được làm cô giáo. Vì thế khi học hết cấp 3, Quế đã thi vào trường sư phạm. Và Quế đã ra trường đang chờ ngày đi dạy. Cứ hình dung tới ngày ấy là cô vừa hồi hộp vừa sung sướng. Mà cái nghề này thật lạ. Ra đường ai cũng tôn trọng ai cũng quý mến với quế cũng vậy dù chưa một ngày đi dạy thế mà gặp ai họ cũng chào hỏi niềm nở còn xưng hô thì một điều cô giáo hai điều cô giáo khiến quế cứ cảm thấy ngường ngượng thế nào ấy em đã đi dạy đâu mà gọi em là cô giáo có lần quế đã vừa cười vừa nói như vậy với mấy anh bạn hàng xóm đằng nào thì cô cũng là cô giáo dạy con chúng tôi chúng tôi cứ gọi trước đi là vừa đến lúc ấy hãng hay còn bây giờ các anh không thấy em đang đi bán rau liệt đấy ư quế ơi tụi anh nghe nói có một chàng công tử đến ở nhà em giúp bố em trẻ đã khỏe lắm và hái rau liệt nhanh lắm có phải không nhanh nhanh lên cho tụi anh ăn trầu hút thuốc với quế nhé các anh trêu gì thì quế chỉ im lặng mỉm cười vụ thu hoạch rau liệt năm nay đúng vào những ngày chú cường và bảo đang phải trẻ đá quế cũng ngày ngày phải gánh rau ra chợ chợ không xa nhưng đường đèo dốc rất khó đi vậy mà gánh rau nào quế cũng chất tới cả trăm bó sung sướng nhất là vào lúc thu hoạch rộ lúc ấy quế không phải gánh rau đi chợ nữa mà chỉ việc ở nhà cắt rau bó rau để bỏ xỉ cho các mối từ chợ tỉnh chợ thành cổ và cả chợ đông ba từ huế ra bán vậy tuy giá cả có rẻ đi rất nhiều nhưng được cái khỏe thân và lại có thời gian làm việc khác bảo vẫn thỉnh thoảng giúp quế thu hoạch rau thu hoạch rau liệt cũng giống như thu hoạch rau cần ở quê anh hồi còn ở nhà đang đi học bảo cũng đã từng giúp mẹ thu hoạch rau cần anh còn giúp mẹ dùng xe đạp thổ rau lên tận chợ quế rất vui mỗi khi có bảo cùng làm cô để ý thấy bảo cắt rau thật là nhanh và bó rau cũng thật là đẹp đôi tay anh cứ thoăn thoắt thoăn thoắt quế phải cố gắng lắm mới theo kịp bảo có dịp khám phá thêm về loài rau đặc sản quy quế thật hiếm có một loại rau nào chỉ chấp nhận sống sạch sẽ và lại phát triển khỏe như rau liệt không cần phân cho thuốc hóa chất không cần làm cỏ sục bùn bao giờ mà rau vẫn cứ lên mơn mờn, mờn cắt xong một lứa rau. Cứ để vậy, chỉ cần 10 bữa, nửa tháng là đã có lứa rau mới. Mỗi vụ rau liệt thường có tới năm, sáu lứa như vậy. Rau liệt lại quý hiếm, dễ ăn, nấu, xào, luộc, ăn sống. Đều được nên ai cũng ưa, vì thế chẳng bao giờ sợ ế. Nhìn bảo, đôi mắt quế như muốn nói với anh rằng, làng hảo của em là như thế đó anh ạ, à. ruộng ít, người đông, cây lúa không nuôi nổi người, nên cây rau liệt đã từ lâu gắn bó với người nông dân làng em, trở thành nguồn sống chính của tất cả mọi gia đình. Anh biết không, rau liệt chỉ là ngọn rau nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng ngày xưa nó đã được đưa vào huế làm vật dân vua và thiết đãi các vị quần thần quan lại coi như là đặc sản của vùng sơn cước do người nông dân lam lũ làm nên ngọn rau liệt đã được nhà vua hài lòng ngợi khen và khuyến khích phát triển thời chiến tranh làng em trở thành chiến trường tan hoang vì bom đạn người dân tứ tán khắp nơi rau liệt sống nhờ trời nên đã gần như mất giống hòa bình mọi người mới trở về gom nhặt lại từng cọng rau để gây dựng lại được như hôm nay Bây giờ thì giao liệt làng em đã có mặt khắp 15 chợ lớn nhỏ trong tỉnh, ra cả các chợ lân cận ngoài tỉnh. Làng em là vậy đó, anh thấy thế nào? Anh bảo, còn quê anh thì đã có lần em được anh kể cho nghe rồi. Em thích nhất dòng sông có cái tên đẹp như tên một người con gái, sông như Nguyệt. Anh nói rằng làng anh ở cạnh con sông ấy. Cả tuổi thơ của anh đã gắn bó êm đềm với dòng sông ấy. Anh còn nói rằng: Quê anh có rất nhiều các loại cây ăn quả, quả gì cũng ngon nhưng anh thích nhất quả nhãn. Nhà anh có rất nhiều nhãn, tất cả đều được trồng quanh bờ ao. Những trưa hè nóng nực, mỗi lần leo lên cây hái nhãn, anh thường từ trên cao nhảy ùm xuống ao với vùng trong làn nước mát. Cái ao thì một vụ nuôi cá, một vụ trồng rau cần nhắc tới rau cần anh lại thấy cay cay ở khóe mắt có những hôm đi cắt rau liệt cùng em em đã nhiều lần thấy anh đứng ngẩn ngơ bên ruộng rau liệt có phải vì rau liệt ở quê em rất giống với rau cần ở quê anh nên đã làm anh nhớ đến quê hương không anh bảo rồi em sẽ đưa anh lên mấy quả đồi bên kia tìm hái hoa rẻ cho anh đỡ buồn hoa rẻ chỉ là một loài hoa sống hoang dại nhưng cũng rất đẹp rất thơm phải không anh anh có yêu hoa rẻ không còn em em rất yêu hoa rẻ em yêu từ tấm bé và cho đến bây giờ em vẫn còn say mê chúng đi với em vài lần rồi thì anh cũng sẽ say mê hoa rẻ như em cho mà xem bảo đã cùng quế đi hái hoa rẻ không phải một lần mà là nhiều lần bảo để ý thấy quế rất vui trong những lần cùng anh đi hái hoa rẻ anh cũng rất vui khi được đi bên quế được thỏa mắt nhìn ngắm cô anh cảm nhận được ở Quế không chỉ là một cô gái có vẻ bề ngoài xinh đẹp, duyên dáng mà ở trong con người Quế, anh còn nhận thấy như đang tiềm ẩn một sức sống về nội tâm thật mạnh mẽ, khác thường. Có lẽ đây là nét chung của tất cả mọi cô gái vùng sơn cước mà anh đã từng gặp, từng tiếp xúc. Rất khuya rồi mà thị trấn vùng Trung Du vẫn chan hòa ánh điện và rộn rã tiếng nói cười. Bảo nhìn ra bên ngoài thấy các tiệm cà phê, quán karaoke vẫn còn rất đông người, chủ yếu là các chàng trai, cô gái trẻ. Họ súng xính trong những bộ áo quần nhiều màu sắc, hợp thời trang. Trông họ, ai cũng trẻ trung, duyên dáng và thật đáng yêu. 15 năm trôi qua rồi. Hồi đó Bảo cũng đang độ tuổi như họ, Quế cũng đang độ tuổi như họ cả hai đang tràn đầy sức sống chỉ có khác là hồi ấy ở đây ngay chính chỗ trung tâm thị trấn này tất cả hãy còn là một vùng đồi đầy lau sậy sim mua và chi chít hố bom hố pháo tiếng trống trận từ do an vọng tới đàn ta lư em cất tiếng ca vang cùng núi rừng mừng thắng trận quê em từ trong một cái quán karaoke nào đó chợt ngân lên du dương một bài hát quen thuộc nói về vùng đất này. Bảo xúc động nghe như muốn nuốt lấy từng lời của bài hát. 15 năm trước, anh cũng đã từng được nghe Quế hát bài hát này. Đó là những hôm anh cùng Quế lên đồi hái hoa rẻ. Hồi đó, hoa rẻ có rất nhiều ở vùng đồi Do Linh này. Bây giờ không biết hoa rẻ có còn nhiều không? và mùi thơm từ hoa rẻ thoảng vào phòng lúc này không biết là có thật không hay chỉ là ảo giác bảo nằm xuống nhắm mắt lại cố quên đi mọi chuyện để ngủ lấy một lúc nhưng không được mùi hoa rẻ vẫn thoang thoảng đâu đây và cả quế nữa hình ảnh em cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh thôi thì hãy cứ thức hết đêm nay để nhớ về em người con gái một thời anh yêu tha thiết đã quá lâu rồi không biết quế có còn nhớ đến anh như anh đã từng nhớ quế không quế ơi có bao giờ em thả hồn em trôi về với dĩ vãng để nhớ về một thời tươi đẹp của chúng mình không có bao giờ em thầm gọi tên anh không quế ơi anh đang trở về cùng em đây cái giếng cổ ở làng em là nơi anh và em thường phải đi qua đấy mỗi khi chúng mình ra thăm ruộng rau liệt hay lên đồi tìm hái hoa rẻ. Bao giờ đi qua đấy, Quế và anh cũng nán lại, rồi cùng đến bên thành giếng soi mặt xuống làn nước trong xanh. Làn nước lặng yên, không một gợn sóng hiện rõ khuôn mặt của hai người với hai nụ cười rạng rỡ. Quế thường nói với anh, giếng làng là nơi thiêng liêng nhất của làng vì thế mà nhiều đôi trai gái khi yêu nhau đã chọn giếng làng làm nơi thể hẹn lòng trung thủy ngày hạnh ngộ khi xa quê hương bôn ba nơi góc bể chân trời ai ai cũng nhớ về giếng làng bảo nhìn vào mắt quế và như thấy trong đôi mắt rực sáng của em có những vì sao lấp lánh trong đó cả hai cùng đỏ mặt từ giếng làng bảo và quế phải đi bộ thêm một quãng đường khá xa nữa mới đến được quả đồi có nhiều hoa rẻ đường tranh vênh khó đi bao giờ quế cũng phải nắm lấy tay anh đến nơi nghe mùi thơm của hoa rẻ tỏa ra từ hướng nào thì đi về hướng đó quế từng nói với bảo tìm hoa rẻ là tìm bằng mũi chứ không phải tìm bằng mắt đúng thế thật cả một vùng đồi cây cối um tùm dậm rạp nếu không cảm nhận được mùi thơm của hoa rẻ thì quả thật khó tìm bảo đã sụp vào bất cứ nơi nào có hương thơm của hoa rẻ và anh đã tìm được chúng có hôm Quế và anh đã tìm hái được cả một nón hoa rẻ đầy mang về Quế phân phát cho bạn bè mỗi đứa một chùm còn bao nhiêu quế để dành riêng cho Quế hoa rẻ thơm lâu thơm cho đến lúc khô rồi vẫn còn thơm tháng 9 Quế bắt đầu đi dạy học. Tháng 9 cũng là tháng tâm điểm của mùa mưa. Mùa mưa cũng là mùa của nấm tràm. Nấm mỡ mọc khắp nơi. Tha hồ hái về ăn. Bảo đã đến ở với chú Cường được bốn tháng. Rau liệt cũng đã vãn mùa. Đàn voi đá cũng đã được hai chú cháu dọn sạch sẽ. Tươm tất. Ruộng trồng rau liệt nhà chú Cường đã được mở rộng gấp đôi chú cường phấn khởi lắm nhưng phấn khởi hơn có lẽ vẫn là quế cô nói với bảo ước mơ cả đời của bố em đấy không có anh thì chẳng biết đến bao giờ bố em mới thực hiện được em biết ơn anh nhiều lắm vậy thì trả ơn đây bảo đùa quế cười để lộ hai hàm răng trắng đều xin xít anh muốn trả ơn gì em à bố em cũng đồng ý hết thật không thật vậy anh nói nhé vâng anh nói đi anh bảo lấp lửng thôi anh chẳng nói nữa vì có nói ra em cũng chẳng đồng ý đâu bảo cười ngước lên nhìn quế bắt gặp đôi mắt của quế nhìn anh đằm thắm dịu dàng những ngày chủ nhật quế thường rủ bảo đi hái nấm về ăn em sắn quần ngang gối xách theo một chiếc giỏ mây cùng bảo lội bộ lên mấy ngọn đồi. Hai người chỉ nhặt một lúc là đã có giỏ nấm đầy. Nấm chàm, nấm mỡ nấu canh với rau lang không cần cho thêm bất kỳ một thứ gia vị nào mà vẫn ngon, vẫn ngọt. Quế ăn xong rồi vẫn thích ngồi nán lại nhìn bảo ăn. Bảo không ngờ đó là những bữa cơm cuối cùng anh được ngồi ăn cùng Quế. Anh vừa nhận được thư của gia đình báo tin mẹ anh ốm nặng, đang hấp hối. Bảo đọc được trong đôi mắt của Quế một nỗi buồn xa xăm khi cô biết anh sẽ phải xa nơi này. Đêm cuối cùng họ cầm tay nhau lững thững dạo bước trên con đường làng. Ánh trăng đêm ấy sáng như ban ngày, soi rõ cả những giọt sương trên tóc Quế. Đâu đó, bên những quả đồi thỉnh thoảng lại cất lên lanh lảnh tiếng kêu của một con mang lạc bầy. Quế nép vào người bảo như muốn tìm sự trở che. Mai anh đi rồi, em tặng anh cái này. Tiếng Quế thì thầm phả hơi nóng vào mặt anh. Bảo run run nắm lấy tay Quế đón nhận vật kỷ niệm. Anh ấp nó vào ngực rồi vào mũi. Vật kỷ niệm Quế trao anh là chiếc khăn mùi xoa năm nào của Quế. Trong chiếc khăn ấy anh đã vẽ và Quế đã thêu lên đó một chùm hoa rẻ với đôi bướm đang dập dờn lượn quanh. Bảo kéo Quế sát vào người anh, rồi như sợ phải xa Quế anh vòng tay ôm lấy cô. Hương thơm ngọt ngào từ mái tóc quế tỏa ra khiến lòng anh bồi hồi sao xuyến. Anh càng ôm lấy quế chặt hơn và lần đầu tiên trong đời anh được hôn một người con gái. Anh hôn vội vã, điên cuồng, say mê lên khắp khuôn mặt của quế. Cả không gian lặng phắc như chỉ còn có tiếng thở và tiếng thì thầm của hai người. Quế ơi! Anh yêu em tha thiết anh yêu em ngay từ cái hôm anh gặp lại em. Mai anh đi rồi, em sẽ buồn, sẽ nhớ anh mà chết mất. Anh, anh sẽ trở lại với em. Đừng, đừng làm vậy anh. Đừng, em sợ. Tiếng quế đuối dần, và bóng hai người thấp dần xuống, dần xuống. Rồi sau cùng chìm hẳn giữa những bụi mưa ven đồi. Hơi thở quế hồn hển, Toàn thân cô như lã đi quằn quại trong vòng tay cuống cuồng nóng bỏng của bảo hai ngày sau bảo có mặt ở quê gần sáu năm đi xa quê hương anh gia đình anh đã có quá nhiều thay đổi mẹ anh giờ cũng đã già đi nhiều và lại thêm bệnh nặng có anh về căn nhà vốn đã cô quạnh giờ cũng chẳng ấm cúng thêm được là bao chưa tận hưởng hết niềm vui gặp lại quê hương gặp lại mẹ già. Lòng anh đã lại thấy nhớ thương khắc khoải vùng đất miền trung nắng gió. Những vùng đồi bát úp, những thửa ruộng trồng rau liệt, rồi cái giếng cổ đầu làng, con sông một thời chia cắt đất nước, và nhất là hương thơm ngây ngất của hoa rẻ, lúc nào cũng hiện lên trước mắt anh, choáng hết tâm trí anh, bảo thắt ruột thắt gan vì nhớ quế, nhớ đến cồn cào, nhớ đến đau đớn đêm đêm hễ cứ nhắm mắt lại là anh mơ về em gặp lại em anh không sao quên được cái đêm cuối cùng anh được thức bên quế và quế đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái phải yêu anh tin anh đến mức nào quế mới bất chấp tất cả để tự nguyện dâng hiến cho anh anh muốn gọi tên em và gào lên thật to với em rằng quế ơi anh nhớ thương em nhiều lắm em hãy tin ở anh và hãy gắng chờ anh. Bảo tính từng ngày xa Quế và mong từng ngày được trở lại với Quế. Nhưng sự đời đã chẳng chiều theo ý anh. Vào những ngày mẹ hấp hối, theo nguyện vọng của mẹ, anh đã phải cưới một cô gái cùng quê. Quê anh, một làng quê giàu đẹp nhưng vẫn còn quá nhiều các tập tục, lễ nghi phong kiến, từ bao đời nay những tập tục ấy vẫn ngự trị và đè nặng trong nếp sống nếp nghĩ của bao người. Việc dựng vợ gả chồng cho con cái cũng vì thế mà còn lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Và lại, để làm vui lòng mẹ trong những ngày cuối đời, anh đã không đủ can đảm để đấu tranh khước từ một cuộc hôn nhân mà anh hoàn toàn không muốn. Cô vợ anh trẻ hơn anh 5 tuổi là con một gia đình giàu có ở phố huyện cô này ngay từ khi bỏ học nhờ bố mẹ tạo dựng cho vốn liếng làm ăn ban đầu mà khi cưới chồng cô đã có hẳn một cửa hàng riêng chuyên buôn bán đồ điện sự thua thiệt của cô so với bạn bè cùng trang lứa có lẽ là ở hình thức cô vừa lùn vừa xấu dù đã lụa là gấm vóc vàng bạc đầy người lại móng chân móng tay sơn đỏ má phấn môi son thả sức ăn diện cô cũng chẳng đẹp ra được bao nhiêu đã thế cô lại còn tranh chua hàm hổ nên ai cũng hãi thế nên tuy giàu có nhưng chưa một ông bố bà mẹ nào dám nghĩ đến việc chọn cô làm nàng dâu chỉ có mẹ bảo là thích cô mến cô bởi sự quen biết giữa hai gia đình ngày nhận được tin bảo ra quân mẹ bảo đã nhờ mấy ông chú bà bác trong họ mang lễ vật đến gặp bố mẹ cô xin cô cho bảo nói của đáng tội, dù chưa một ngày là dâu con. Vậy mà trong thời gian bà cụ ốm, cô cũng đã mấy lần lui tới thăm non, chăm sóc bà cụ. Bảo cưới cô được nửa tháng thì mẹ mất. Hết khó bà cụ, nghe lời vợ dỗ dành, bảo đã nhường căn nhà ông bà. Bố mẹ để lại mà lẽ ra anh được hưởng cho thằng em hết hạn hợp đồng làm công nhân trở về, để lên ở trên phố huyện giúp vợ buôn bán. Cô vợ trẻ rất yêu thương, chiều chuộng bảo. Cô nâng anh như nâng trứng, hứng anh như hứng hoa. Cô ăn mặc diện hơn, trang điểm nhiều hơn để được bảo yêu. Cô thường sức nước hoa lên khắp người trước khi đi ngủ rồi thì thầm vào tai bảo. Chúng mình đi vào cõi mộng đi anh. Bảo đã thực sự bị vùi dập trong tình yêu cháy bỏng như điên dại của cô ta nên hình ảnh Quế đã phần nào mờ nhạt trong anh. Tuy vậy, mỗi khi nhớ đến Quế anh lại thấy như có dao cứa trong lòng. Cô vợ bảo ngày càng béo ra và lùn tịt xuống. Trông cô tròn trịa, múp míp như một chai rượu bóc đô của Pháp. Đã 5 năm, năm làm vợ mà cô vẫn chưa một lần chửa đẻ. Cô bắt đầu thấy thất vọng, chán nản. Sự dạn nứt tình cảm giữa vợ chồng bảo bắt đầu từ đấy bất kể chuyện gì dù phải trái nhỏ to thì bảo bao giờ cũng là cái cớ đầu tiên để cô gây chuyện đã bao lần bảo phải nghiến chặt răng lại làm như người giả câm giả điếc trước những lời lẽ kể lể dài dòng lôi thôi của cô ta không nói ra nhưng bảo luôn hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình anh cái hố ngăn cách mà anh đã ra sức giữ nó cũng đã đến lúc anh phải bất lực để mặc nó to dần ra anh đã sắm vai một người chồng trong một gia đình như thế không phải là 5 năm, mà là 15 năm. 15 năm ấy anh đã bao lần bỏ đi rồi lại bao lần quay về. Và anh đã cố chịu đựng để với một chút hy vọng còn con là được sống bình yên, khỏi bị người khác chê cười. Nhưng đến lúc cô ta cạn tàu giáo máng xúc phạm đến mẹ anh và anh thì anh đã không thể nào chịu nổi nữa anh đã giáng một cái tát vào mặt cô ta khi cô ta chậu mỏ nhức móc mẹ anh là người hám của và cho anh là kẻ ăn bám. Cuối cùng, anh đã ký vào tờ đơn ly hôn do cô ta viết. Anh đã giải phóng anh ra khỏi cái gia đình, tạm gọi là gia đình, mà 15 năm qua anh đã dại dột tự giam hãm anh trong đó. Như một con chim sổ lồng bay lên với trời xanh, anh đã ứa nước mắt nghĩ đến Quế, và ngay ngày hôm sau, anh nhảy xe tốc hành đi một mạch vào đến đây. Rời nhà trọ, bảo sách vali thong thả đi bộ theo một con đường đất lên làng hào. Mùa này đất đai ở đây khô kháp quá. Buổi sáng tinh mơ mà cây cối dường như vẫn còn ủ rũ bởi cái nắng gay gắt và ngọn gió lào giàn dạt chiều qua. Dòng sông cũng khô cạn trơ ra những tảng đá rong rêu. Từ đây, nhìn lên phía tây bảo vẫn thấy rất rõ tượng đài nghĩa trang liệt sĩ quốc gia cao vòi vọi giữa trời xanh những dãy đồi bạch đàn tràm hoa vàng và cả cao su nữa cứ nối tiếp nhau chạy dài đi một đoạn nữa bảo bỗng nhận ra cây si cạnh bờ sông nơi ấy là doanh trại đóng quân của đơn vị bảo trước đây cây si vẫn xù xì cao to như ngày ấy chỉ có khác là lưng cây như đã còng xuống đứng ở đây bảo đã có thể nhìn thấy những thửa ruộng rau liệt xanh biếc dưới chân đồi. Làng hào đây rồi. Một cảm giác bồi hồi chợt dâng lên khiến chống ngực bảo đập liên hồi. Anh phải dừng chân để lấy lại bình tĩnh. Nhiều tốt người gồng gánh và cả xe đạp. Xe máy đi ngang qua trước mặt anh. Ơ kìa, có cả mấy chị, mấy cô gánh rau liệt ra chợ nữa. Và cả các em vai quàng khăn đỏ đi học. Chú gì ơi, đến đây giúp hộ tôi một tí." Chợt có ai đó từ phía sau gọi anh, bảo giật mình quay lại, nhận ra một người phụ nữ và một đứa bé gái chừng 14, 15 tuổi đang hì hục bên chiếc xe đạp. Bảo bước đến, người phụ nữ chỉ chiếc xe đạp nói với anh: "Nhờ chú sửa hộ con bé này chiếc xe đạp để nó kịp đi học. Nó nhờ tôi mà tôi sửa hoài không được." bảo lẹ làng đặt vali xuống, nắm luôn cái bàn đạp quay một vòng. Chật cóc, anh hiểu ra ngay căn bệnh của nó, và chỉ việc nhặt hòn đá bên lề đường gõ ba cái vào líp xe. Được rồi, cháu đi học đi kẻo muộn. Bảo nhìn con bé nói, cháu nhớ nói với bố mẹ thay cái líp mới mà đi, líp này hỏng con chuột rồi. Và anh dặn thêm, khi nào cháu đạp mà nó cứ quay tròn thì nhớ kiếm cục đá gõ vào líp như chú đã làm nhé con bé tròn xoe mắt nhìn anh rồi lý nhí trong miệng cháu xin cảm ơn chú cháu chào chú cháu đi nói rồi nó đạp xe đi hướng về phía thị trấn chú là thợ sửa xe hay sao mà tải vậy người phụ nữ mỉm cười hỏi bảo không chỉ là kinh nghiệm thôi chị ạ à. anh đáp và hỏi chị chị là người làng hảo già dạ, tôi là người làng hảo chú đến thăm ai ở làng hảo à vâng bảo trả lời rồi hỏi ông cường còn khỏe không chị cường nào có phải ông cường bố cô giáo quế không bảo gật đầu người phụ nữ nói ông ấy hãy còn khỏe lắm suốt ngày làm việc chẳng lúc nào hở tay hết mùa giao liệt ông lại làm nghề đáy lưới khai thác cá à mà cháu ngoại ông ấy là con bé vừa bị hỏng xe nó là con gái cô giáo quế đó bảo giật thót người khi người phụ nữ nhắc tới con bé anh quay lại nhìn hút theo cái bóng nho nhỏ của nó đang khuất dần sau những lùm cây người phụ nữ như không nhận ra trạng thái đó ở anh nên cứ vô tư kể cô giáo quế chỉ có mỗi mình nó hai mẹ con giờ đang ở với ông Cường. Giọng chị trầm hẳn lại. Thật là tội nghiệp cho cô giáo Quế. Mười mấy năm rồi vẫn ở vậy nuôi con, chăm sóc cha già. Mà phải chi cô ấy xấu xí hay tật nguyện gì cho cam. Đằng này cô ấy lại đẹp người, đẹp nết, có nghề có nghiệp trong tay. Hồng nhan bạc mệnh, người đời xưa nói quả không sai tí nào. Mà cái anh chàng người Bắc nào đó cũng thật tệ giọng người phụ nữ trở nên bực bội yêu thương người ta ăn nằm với người ta hứa hẹn với người ta đủ điều rồi đi một mạch không thấy quay lại nữa người đâu có thứ người tham vàng bỏ ngãi ăn ở hai lòng tệ bạc đến thế là cùng mà cái cô giáo quế cũng thật lạ mười mấy năm rồi vẫn cứ hy vọng vẫn cứ chờ đợi cái con người bạc như vôi ấy để rồi từ chối bao đám tử tế đến hỏi Nói thật với chú tôi mà gặp hạng người ấy thì tôi thiến tất." Chị bỗng giật mình. "À, mà chú với ông Cường có quan hệ ra làm sao? Chú có quen biết gì với bố con bé con cô giáo Quế không?" Bảo như không còn nghe người phụ nữ nói gì nữa, anh chào chị rồi xách vali bước đi với bao nỗi buồn vui lẫn lộn trong lòng. Được một quãng, anh bỗng dừng bước khi chợt nghe trong gió thoảng thơm mùi hoa rẻ ôi cái mùi hoa suốt đời không bao giờ anh quên được quế ơi em hãy tha thứ cho anh tất cả em nhé tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn mang tên cô dung tác giả mai nam thắng thế là trong vòng mới hai năm cả hai vợ chồng cô dung đã lần lượt ra đi đám ma của cô dung lần này không linh đình trọng thể như đám ma ông bảo chồng cô hai năm trước đây vì ông là đại tá về hưu lại con cháu đông đúc còn cô ngoài ông bảo ra chẳng có ai thân thích ruột thịt ở cái làng này nhưng đám ma cô dung lại được nhiều người quan tâm bàn tán một năm trước đây đúng ngày rỗ đầu của ông bảo. Cô chào láng giềng để ra Hà Nội ở với vợ chồng anh Nhâm, con trai cả của ông bảo. Đúng ngày đoạn tang ông bảo năm nay, dân làng tôi phát hiện xác cô ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã. Thân thế không hề có tí thương tích, xây sát gì. Cô nằm dưới chân ngôi mộ chú thà, thanh niên sung phong hy sinh hồi chống Mỹ. Liền đấy độ dăm bước là mộ ông bảo trên mộ ông có một nắm nhang đã cháy tàn người ta quả quyết rằng đó là nắm nhang cô mang từ hà nội về thắp cho ông vùng quê tôi đâu có loại nhang mảnh chân nhuộm phẩm tím và cháy đều như thế trên mộ chú thà cũng có một nắm nhang mảnh chân nhuộm phẩm tím tàn cháy rất đều hội cựu chiến binh đã đề nghị được chôn cất cô ở nghĩa trang liệt sĩ xã bốn năm trước đây dân làng tôi đã được dịp xôn xao bàn tán về chuyện ông bảo lấy vợ. Kể ra một ông già 60 tuổi quá vợ, đã có cháu nội, cháu ngoại còn lấy vợ lần nữa để kiếm người bạn nương tựa nhau những năm xế bóng chiều tà thì cũng chẳng có gì là ghê gớm. Nhưng dân làng tôi vốn tò mò, thóc mách, kể thì cũng phải thông cảm cho họ. Ở cái làng quê heo hút ba bên bốn bể núi đá bao bọc này, người dân quanh năm chỉ biết cắm cúi lo cái ăn phim ảnh chẳng mấy khi về tới sách báo rất hiếm hoi thì bất cứ chuyện gì hơi là lạ khang khác một tí là được chú ý được bàn tán rất say sưa hào hứng mà chuyện lấy vợ của ông bảo cũng khác người lắm cơ ai đời chỉ có cậu con trai lớn đi hỏi vợ cho bố Ai đời hôm đón dâu cũng chỉ mỗi cậu con trai đó đi bộ ra ga lấy xe đạp của cô dâu buộc chiếc vali. Và chiếc ba lô còn cóc phóng về trước, còn cô dâu chú rể thì quốc bộ thùng thẳng về sau. Tất cả những chuyện ấy đều có thật. Có người nói ông bảo vốn con nhà lính nên việc gì cũng chủ trương đơn giản, gọn nhẹ. Thật ra, chuyện trăm năm lần này của ông bảo chẳng đơn giản, gọn nhẹ chút nào suốt mấy chục năm biển biệt xa nhà. Một mình bà vợ ông nuôi ba đứa con khôn lớn, ăn học nên người. Ông về hưu chưa đầy năm thì bà đột ngột qua đời. Ngôi nhà trở lại cảnh sớm tối một mình một bóng như sáu bảy năm nay. Từ ngày cô còn út tốt nghiệp sư phạm theo chồng vào dạy học đâu tận cồn tiên, dốc miếu. Chỉ khác lần này mình ông lùi thủi chứ không phải là bà mà cái sự quạnh hiu của ông thì chắc là lớn hơn bà nhiều lắm dù sao bà cũng đã quen với nhịp sống của cái làng quê hẻo lánh này từ thuở lọt lòng tới giờ còn ông thì đang nơi ồn ào sôi động của một sư đoàn chủ lực này chỉ riêng chuyện phải nghỉ hưu phải xa đơn vị phải rời công việc thì đã đủ buồn tẻ lắm rồi với lại ngày ấy bà còn có ông để ngóng trông để chờ đợi cảnh đoàn tụ sum vầy những năm cuối đời. Còn với ông thì coi như đã hết. Chỉ còn mong mỗi năm đôi dịp nghỉ hè, nghỉ Tết chúng nó bồng bế nhau về láo nháo vài bữa rồi lại bồng bế nhau đi. Đôi ba lần đã có người nói gần nói xa, nửa đùa nửa thật khuyên ông nên tục huyền. Ban đầu ông có cảm giác như bị xúc phạm, xúc phạm tới cái uy danh của một vị đại tá đã lên bậc lão như ông xúc phạm tới vong linh người vợ đảm đang, trung thủy, thiệt thòi mà chọn đời ông yêu thương, tôn thờ, mang nợ. Nhưng dần dần những ý kiến đại loại như thế ông cảm thấy là chuyện bình thường. Lắm lúc ông còn cười cười đáp lại bằng những lời cũng vui vui, hóm hình. Rồi đến một ngày ông cảm thấy điều đó là hợp lẽ, là nhu cầu thật sự của ông nhất là sau cái lần ông dầm mưa chạy ra vườn chặt mấy ngọn lá cọ rồi lại dầm mưa trèo lên mái nhà chữa mấy chỗ rột bị cảm sốt li bì một tuần liền ông càng thấm thía nỗi cô đơn và sự cần thiết của bàn tay người phụ nữ sau trận ốm lần đó cô em họ con ông chú ruột đang làm nhân viên hành chính của trường đảng quân khu đóng ở huế về phép sang thăm ông bảo anh thu xếp gửi nhà cho các cháu bên này trông hộ. Vào Huế chơi với vợ chồng em một chuyến. Hai thằng nhỏ cứ nhắc ông hoài. Ờ nhỉ, từ ngày giải phóng tới giờ, ông chưa có dịp trở lại Huế. Mà chỗ chúng nó cũng là đơn vị quân đội, chắc ông không trở nên lạc lõng. Nghĩ thế, ông vui vẻ nhận lời. Tàu chợ đến ga Huế hơn 11 giờ đêm không hiểu cô em hò hẹn thế nào mà ba bốn cô cùng cơ quan nó và cậu em rể của ông đã đón sẵn ở cửa ga. Các cô díu dít gọi ông bằng anh rồi đẩy một chị lớn tuổi nhất bọn đến trước mặt ông. Kìa chị Dung, sách hộ anh bảo chiếc túi. Người phụ nữ có tên là Dung mỉm cười với ông thay lời chào rồi lặng lặng sách chiếc túi của ông đi theo mọi người. Quả tình, khi nghe các cô gọi mình bằng anh, ông bảo cảm thấy ngường ngượng. Ở cái tuổi chạc ba mươi như chúng nó, hồi còn ở đơn vị đố đứa nào dám gọi ông như thế. Thường thì các cô các cậu ấy gọi ông là thủ trưởng. Thân mật hơn thì thưa chú, thưa bác. Chỉ đứa nào táo tợn lắm mới dám bố bố, con con. Có lẽ ở đây, chúng cậy là bạn bè vợ chồng cái hà, em họ ông, nên cũng được quyền xưng hô như thế. Cũng được càng thêm phần thân mật ở cái nơi quen ít, lạ nhiều này. Nhưng đến lúc chia tay, các cô nháy nhau. Ngày mai mời anh sang thăm chị Dung và chúng em rồi đấm nhau thùng thụp ù té chạy. Thì ông láng máng nhận ra một sự gán ghép, sắp đặt tinh quái nào đó. Cô em họ của ông cũng lấp lửng. Chị Dung là tổ trưởng của bọn em. 42 tuổi, chưa có gia đình, khi buổi ban đầu của ông và cô dung đã diễn ra như thế dịp tết năm đó là một chuỗi ngày dữ dội của cha con ông bảo cô con gái út chỉ tức tưởi nức nở nước bàn thờ của mẹ rằng là ông đã bạc nghĩa phụ tình anh con thứ cũng đưa vợ con từ thành phố hồ chí minh ra và than rằng từ nay không dám về quê nữa chỉ có anh con cả cũng là sĩ quan đã có vợ con ở hà nội là ủng hộ ông anh nói rằng con nuôi bố chẳng bằng bà trăm ông rằng đời mẹ đã chịu khổ cực thiệt thòi một bể bây giờ con cháu không có quyền bắt bố phải chịu thiệt thòi cô quạnh cuối cùng anh cũng đã thuyết phục được hai người em đồng ý để anh đứng ra tổ chức cho bố kịp ngày ra hà nội làm thủ tục đi hợp tác lao động ở cộng hòa dân chủ đức thì ra cô dung chẳng phải ai xa lạ nhiều người trong làng vẫn còn nhớ và nhận ra cô ngay từ hôm đầu tiên cô xuống ga ngọc. Cả tôi cũng chưa quên cô, mặc dù hồi ấy tôi mới lên 10 tuổi. Ấy là vào những năm 66, 67. Hồi đó làng tôi bị máy bay Mỹ quần đảo, bắn phá suốt ngày đêm vì nằm cạnh một đoạn đường sắt trọng điểm. Có một đơn vị thanh niên sung phong đến đóng ở làng tôi phụ trách cung đường từ Ga Ngọc đến Hang Minh Lạc. Đơn vị này phần đông là nữ, nghe nói quê ở Nam Hà, Thái Bình gì đó. Dân làng tôi mấy ai được đi xa mà biết đấy là đâu. Cứ nghe giọng nói khác với giọng trọ trẻ quê mình là gọi dân khu ba tất. Con gái khu bốn tay cẳng đen xì. Mỗi khi chồng gọi chi chi dứa dứa. Mấy chú bộ đội pháo cao xạ ở bên kia núi Ngọc vẫn hay chiêu các cô gái làng tôi như vậy quả thật, mấy cô thanh niên sung phong cô nào cũng đẹp, nói véo von như hát, còn hát thì thật tuyệt, nhất là hát trèo. Ban đêm cả đơn vị đi hiện trường, mở sáng mới trở về nghỉ ngơi, tắm giặt. Buổi chiều thường học văn hóa hoặc tập văn nghệ ở trường học của chúng tôi. Gọi là trường nhưng thực ra chỉ là một cái lán nửa chìm, nửa nổi nấp dưới bóng tre bên trên trần nhà có lót phên đổ cát chống bom bi bởi vật trong lán lúc nào cũng nhờ nhờ tranh tối tranh sáng những hôm trời xấu phải đốt đèn mới nhìn thấy chữ thầy giáo lớp bổ túc văn hóa của đơn vị là chú thà nghe nói trước khi đi thanh niên sung phong chú đang học dở ở trường sư phạm chú thà người mảnh mai nhưng giỏi võ có lần chú đã biểu diễn một bài quyền ngay giữa sân nhà tôi cho đám trẻ con chúng tôi xem đứa nào cũng mê ly và phục sát đất tôi mến chủ thả không phải để đòi chú dạy võ như mấy đứa bạn vẫn hay gạ gẫm mà vì chú thà thỉnh thoảng vẫn cho tôi dăm viên phấn dạo đó phấn viết cũng hiếm lắm nhất là phấn màu một buổi chiều tôi mang sách vở ra làm bài tập toán thì sực nhớ ban sáng đã bỏ quên quyển sổ học dưới gầm bàn lớp học Thế là mặc dù trời đất đang vần vũ sắp đổ mưa đến nơi, tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy vọt đến trường. Trong lán hình như có tiếng người. Chiều nay các cô thanh niên sung phong nghỉ học cơ mà. Hay là tụi thằng Bân lại vặt trộm mít nhà bà sum mang ra đây khao quân như hôm nọ. Tôi bỏ lối vào cửa chính, gión rén men theo ụ đất đắp nổi phía đầu hồi tay trái, bò lên sát tấm phên cát che trần nhà thò đầu nhòm xuống. Không phải trẻ con mà là hai người lớn đang nói chuyện gì dầm. Rõ ràng là giọng một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông là chú thà. Chú ấy thì chỉ cần nhìn thấy cái áo cộc tay màu gạch cháy và cái dáng ngồi không không như lúc chú ôm cây đàn đàn cho mấy cô khu ba hát là tôi nhận ra ngay. Còn người đàn bà kia, phải một lúc quen mắt với thứ ánh sáng nhờ nhờ trong lán. Tôi mới nhận ra đó là cô Dung. Tiểu đội cô Dung đóng ở nhà bác Nghĩa, cách nhà tôi hai ngõ. Cô Dung không đẹp rạng rỡ như cô Hòa, không hát hay bằng cô Lợi nhưng khuôn mặt, đôi mắt, giọng nói của cô thật dịu dàng, quyến rũ. Cả xóm tôi, trẻ con, người lớn ai cũng quý mến cô. Cô Dung mặc thứ gì trông cũng khéo, cũng buộc người ta phải ngắm theo cô từ bộ đồng phục thanh niên sung phong may bằng thứ vải xanh dày cộm đến chiếc quần lụa đen hơi chít gấu với chiếc áo sơ mi vải phin màu cánh trà. Hôm cô mượn chiếc áo nâu may kiểu cổ tư hậu của bác Nghĩa để diễn kịch, cũng vừa và khéo như người ta đo người cô mà cắt vậy, ăn đứt mấy cô thôn nữ trải chuốt nhất ở làng tôi. Có lẽ cô được trời phú cho một thân hình cân đối và bộ ngực đầy căng, tròn trịa. Ngày ấy, tuổi chúng tôi chưa biết để ý bình phẩm những đường nét trên cơ thể người thiếu nữ nhưng đám thanh niên sơn chàng tếu táo vẫn hay đem bộ ngực của cô ra để ao ước, trêu đùa nhau những lúc vui vẻ tất nhiên là những lúc vắng mặt cô còn trước mặt cô thì anh nào cũng tỏ ra rất đàng hoàng tử tế chính tôi đã có lần dại dột đọc lại bài vẽ nghe lỏm được của họ vú cô rung lưng cô mùi đùi cô Huệ, bị cô giáo phạt đứng suốt một buổi học. Bây giờ cô Dung và chú Thà đang ngồi sát bên nhau kia, cạnh chỗ ngồi của tôi và thằng Bân. Tay trái chú Thà quàng qua vai cô Dung, còn cô thì hơi nghiêng đầu nép vào ngực chú. Hình như cô thút thít khóc. Bỗng nhiên chú Thà xoay người ôm chầm lấy cô, hôn tới tấp lên mặt, lên mắt, lên trán cô còn cô thì kêu lên khe khẽ. Hai tay cũng choảng ngang lưng chú, dối rít, cuống quýt. Cứ thế, hai người xoắn xít lấy nhau. Chưa bao giờ tôi trông thấy một người đàn ông và một người đàn bà ôm giết nhau như thế. Nhưng trong ý thức của một cậu học trò lớp 3, tôi cũng láng máng hiểu được rằng đấy là chuyện kín của những cặp yêu nhau. Chống ngực tôi đập thình thình, chân tay run bắn lên. Ngoài kia, gió giật ào ào, bụi tre vặn răng rắc, cơn rông tố đã ập xuống. Một tia chớp xanh lẻ xẹt ngang đọt cây xoài, kèm theo một tiếng nổ làm tôi giật nảy người giật tung que củi đỡ ngang tấm phên tre chắn cát. Đất cát đổ xuống rào rào. Cô Dung và chú Thà cũng giật mình như choàng tỉnh. Tôi ngồi thụp xuống, lăn mấy vòng xuống đất, rồi co cẳng chạy như ma đuổi dưới trời mưa đêm ấy đường lại tắt cả đơn vị được huy động ra hiện trường gần sáng người ta khiêng chú thà về đặt giữa nhà kho hợp tác xã thân thể chú đầm đỉa máu cô dung không đi dự buổi lễ truy điệu chú thà cô nằm ở nhà không khóc không ăn uống nói năng gì suốt từ sáng tới chiều người cô như dán lên chiếc chõng tre mắt chân chân ngó lên trần nhà đờ đẫn như người mất hồn. Tối, cô vùng dậy ra hiện trường với chị em, nhưng mới hơn 10 giờ đã thấy cô mùi và một chú nữa dìu cô trở về. Nghe nói cô đã bị vấp ngã và ngất đi. Không ai hay biết gì chuyện của cô và chú Thà trong cái buổi chiều rông hôm ấy. Đã 20 năm, bây giờ cô Dung lại trở về làng tôi, chính thức trở thành người làng tôi. Kể ra đơn vị có thể cấp cho vợ chồng cô một căn hộ ở Huế và cô có thể tiếp tục công tác thêm dăm năm nữa. Nhưng ông bảo không muốn thế. Nếu phải từ bỏ mảnh đất trôn rau, cắt rốn với bao nhiêu ràng buộc sâu nặng của nghĩa tình, trách nhiệm, đạo lý, thì ông đã ra Hà Nội với thằng cả hoặc vào miền Nam với vợ chồng thằng hai, còn út theo lời khẩn khoản của chúng nó mấy năm nay rồi. Thế là cô Dung xin nghỉ hưu để xuất giá tòng phu mình bằng cấp không có tính năm tháng phục vụ cũng đủ rồi cơ quan lại đang giảm biên chế nghỉ là phải cô bảo thế đã hai mươi năm bây giờ cô dung không còn là cô thanh niên sung phong phồng phao căng đầy như trước nữa người cô tuy hơi đẫy nhưng sắc khí khô nhạt không phải thứ đẫy đà béo tốt của những mệnh phụ viên mãn hai mươi năm cô phải chống chọi với sự cô đơn với khát khao được làm người yêu người vợ người mẹ nỗi khát khao ấy cùng với thời gian đằng đẵng hai mươi năm đã cướp đi tuổi thanh xuân của cô bây giờ khóe mắt của cô như vầng trăng sau rằm vẫn trong sáng đẹp dịu dàng nhưng đã có phần héo khuyết cô như một chồi cây đang giữa những ngày nắng hạn tuy lá cành không còn giữ được vẻ tươi non mơn mởn nhưng bên trong vẫn đang tiềm ẩn một sức sống dạo rực, bạo liệt. Chỉ cần một cơn mưa tưới tắm tràn trề là trỗi dậy, sinh sôi. Và cơn mưa ấy đã tới. Tuy không ảo ạt, cuồng nhiệt như cơn rông tháng tư, nhưng cũng đủ tươi mát để hồi sinh những nét xuân sắc trên cơ thể người phụ nữ vốn một thời xinh đẹp, hấp dẫn. Hạnh phúc đến với cô muộn màng và có phần an bài nhưng cũng phần nào bù đắp An ủi những thiệt thòi, mất mát. 42 tuổi, cô vẫn còn khả năng sinh nở. Ngay đêm chồng vợ đầu tiên, ông Bảo đã chứng tỏ khả năng của người đàn ông và củng cố cho cô niềm tin đó. Và cô đã hối hả, đã cuống quýt với niềm tin và mong ước có một đứa con. Nhưng hạnh phúc đến với cô cũng ngắn ngủi như cơn rông ngày hạ. Lấy nhau chưa đầy nửa năm thì ông Bảo đổ bệnh cô hoang mang, thất vọng khi bệnh viện cho biết ông bị suy thận và phải tuyệt đối kiêng hẳn sinh hoạt vợ chồng. Hơn ba chục năm đánh nam dẹp bắc, vào sinh ra tử, bon đạn đã chừa ông. Nhưng chiến tranh thì không buông tha, vẫn tìm cách sát hại ông bằng được. Hồi chém về ở vùng ven, có thời kỳ phải gặp mình trong những căn hầm dâm dấp nước hàng tháng dòng. Ông đã bị viêm thận suýt tử vong nếu cơ sở không bắt mối được một ông thầy thuốc có cảm tình với cách mạng. Lần thứ hai ông bị tái phát vào thời kỳ cam go nhất sau mậu thân 1968, giữa những cánh rừng miền đông đói khát, muối nhiều như chấu vãi. Và lần này là lần thứ ba, ông không tin vào kết luận điểm sự bất quá tam, nhưng ông biết rõ bệnh trạng, sức khỏe của mình và hiểu điều gì đang đến. Chiều ý cô ông đã vào bệnh viện quân khu, ra cả viện 108 ở Hà Nội. Cô không chịu để ông đi một mình. Nhưng sự có mặt của cô bên ông hàng tháng trời ở các bệnh viện cũng không xoay chuyển được bệnh tật. Ông xin về điều trị đông y ngoại trú nhưng cũng chẳng ăn thua. Người ta nói bệnh của ông sống đã khó mà chết cũng rất khó. Nó hành hạ không chỉ một mình người bệnh mà cả những người thân thích ruột thịt. Thời gian đầu ông còn đi lại đứng ngồi được. Nhưng càng về sau chân tay, mặt mũi ông càng sưng phù. Và đến lúc thân thế gần như bất động, hàng tháng dòng không dậy khỏi giường. Những ngày ấy, cô Dung không chỉ là người bạn, người vợ, mà còn là người con, người mẹ của ông. Ông đã khóc vì thương cô, vì ham ơn cô, vì có lỗi với cô bởi ông nghĩ rằng chính ông đã đưa đẩy đời cô đến tình cảnh éo le, bất hạnh này. Nay mai ông chết, đời cô còn phải chịu éo le, bất hạnh nữa. Ông mất vào một chiều rông tháng tư, đúng hai năm ba tháng kể từ ngày hai người về với nhau. Lại một lần nữa, căn nhà gỗ ba gian rơi vào cảnh trống trải quạnh hiu. Sớm tối chỉ có một bóng người ra vào lầm lũi. Ngày xưa, bà bảo còn có chồng có con cháu để chờ trông thắc thỏm bà sống được là nhờ nỗi nhớ chờ trông thắc thỏm ấy ngày xưa ông bảo còn có những người thân thích trong xóm ngoài làng để thăm nom qua lại còn có những người bạn đồng niên nối khố để ôn cổ luận đàm còn với cô dung tất cả đều xa lạ từ tiếng nói phong tục đến những mối quan hệ họ tộc, láng giềng. Cả ngôi nhà này cũng trở nên xa lạ. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt của chăn trùm kín người. Lòng dạ bồn chồn với bao nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng hình như lúc nào cũng rình rập bên cô. Thế vẫn chưa đủ. Cô còn bị gian vặt đau khổ vì những lời đàm tiếu. Có người độc miệng nói rằng chính cô đã gây nên cái chết của ông Bảo rằng cái tuổi hồi xuân phây phấy hơ hớ thế kia thì gì mà ông bảo chẳng tàn hơi cạn lực lại có người thực dụng thì tính toán cô dùng thế mà chúng to tự dưng được thừa hưởng một gia tài của nổi của chìm cả cuộc đời vợ chồng ông bảo xây dựng hình như hai đứa con của ông bảo cũng nghĩ đến điều đó có người ái ngại khuyên cô nên trở về khu ba nhưng cô nói rằng cô lấy chồng thì theo chồng chồng chết thì thở chồng. Duyên số đã đưa cô về đây thì cô sống chết với cái làng này. Có người chân tình khuyên cô nên dọn ra Hà Nội ở với vợ chồng anh con cả. Thôi thì xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Con cháu ông bảo cũng là con cháu của cô. Nay mai mình nằm xuống chúng nó cũng có trách nhiệm thờ cúng. Mà anh cả là người có học, biết nghĩ chính anh đã ủng hộ ông bảo xây dựng với cô là gì bây giờ anh ấy đang ở bên đức mẹ con chị ấy ở nhà chắc cũng rất cần có bà hình như thằng thứ con út cũng nghĩ như thế đã bàn như thế và chúng đã nói ra điều đó hôm về cúng trăm ngày cho ông bảo chúng đã đánh tiếng bán đất bán nhà cô hiểu là chúng đuổi khéo cô cô là người dưng người thừa trong cái nhà này. Ngày xưa, chúng đã từng phản đối. Cả làng tôi xôn xao về cái chết của cô Dung. Người thì nói rằng cô về làm lễ đoạn tang chồng, chẳng may bị trúng phong, đột tử. Người lại kể vanh vách rằng anh con cả đi hợp tác lao động mới về Việt Nam trước thời hạn hợp tác nên được đền bù một khoản tiền lớn, đã mua đất xây nhà mặt phố, buôn bán giàu lắm vợ chồng anh còn thuê một người ở vừa hầu hạ nội trợ vừa có thể làm gia sư kèm cặp cậu quý tử đã đến tuổi đi học còn cô chỉ là đồ vô tích sự uất quá cô đã mua một liều độc dược và trở về thực hiện lời nguyện của cô sau ngày ông bà mất xung quanh cái chết của cô người ta còn nghi hoặc xì sao nhiều điều nữa nhưng chỉ một thời gian rồi cũng bẵng đi đã bảo dân làng tôi tuy hơi tò mò thóc mách nhưng vô tâm tốt bụng lắm chẳng ai muốn nói đến những điều không hay về người đã quá cố xuân thu nhị kỷ vào dịp tết các cháu học sinh hoặc đại biểu quan chức địa phương cũng đến viếng nghĩa trang đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm dưới chân đại tổ quốc ghi công cô dung không phải là liệt sĩ chẳng biết linh hồn cô có được dự phần vào đấy hay không còn tôi cứ mỗi lần như thế lại bồi hồi nhớ đến những nắm nhang mảnh chân nhuộm phẩm tím cháy rất đều quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại